Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xuân Thượng trong ngày quan niệm. Đây là danh sách của các vị giáo thọ tập sự 2010. Danh sách này nó chưa đầy đủ, có thể thiếu một vài người. Cây thốt nốt có thể pháp điền, cây vô ưu có thể pháp đề, pháp tập, la nghiêm, thái nghiêm, pháp tịnh, khải nghiêm, pháp lâm, pháp toàn, khuê nghiêm, pháp huân, bối nghiêm. Cây cẩm lai có đào nghiêm, thăng nghiêm, trân nghiêm. Cây quế có đắc nghiêm, pháp vũ, pháp trì, thư nghiêm, pháp lưu, pháp tủ, pháp cầu, uyên nghiêm và phùng nghiêm. Thủy nghiêm, trúc diệu, hòa lan, Margaret Westick, Mỹ, Jean Anselmo, David Flint, Trish Thompson, Canada, Phí Thị Nhung, Lily Roseland, ở Pháp, Trần Minh Nguyễn Văn Ân, Francine Châu, Nguyễn Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Hiệp, Muriel Johnny, Simon Justy, Anne-Marie Asensio, Đức Annette Sager, Jean-Michel Eckhart, Edward Muller, Steffi Hodge và Do Thái, Rachel Maury và Baruch Sadhu. Cố nhiên các vị tập sự này sẽ tham dự vào các buổi họp của giáo thọ và tập sự ít nhất là một năm. Danh sách này có thể được bổ túc một chút xíu trong những ngày sắp tới. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Chuyển hóa bạo động và sợ hãi. Và chúng ta đọc lại 11 bài kệ mà chúng ta đã học trong những tuần vừa qua. Hãy lắng nghe và quan sát để thấy tại vì sao mà từ trạng thái an lành người ta đã đưa xã hội tới tình trạng đầy khủng bố bạo động như hiện nay. Các thế hệ vừa qua đã hành xử như thế nào để tình trạng trở thành như thế? Tôi muốn nói với các vị về chuyện đau thương này và kể cho quý vị nghe làm sao mà tôi đã buông bỏ được tâm trạng sợ hãi của tôi. Người đời trải nghiệm từ cái khổ này đến cái khổ khác, như con cá sống trong một nơi mà ở đó càng ngày nước càng khô cạn. Trong hoàn cảnh khổ đau, ý hướng, ý tưởng bạo động dễ nảy sinh. Và con người vì u mê cứ đi tìm sự bớt khổ bằng những phương tiện khủng bố và trừng phạt. Cả thế giới đều đang bốc cháy vì bạo lực, mười phương loạn lạc cả mười phương, không có nơi nào thực sự còn an ổn. Ai cũng cho mình là hơn người, ít ai biết buông bỏ cái đam mê của mình. Vì không thấy được sự thực ấy, cho nên con người cứ ấp ủ mãi cái tri giác sai lầm của mình. Từ trói buộc mình bằng những tri giác sai lầm ấy, người ta chỉ đem lại thêm cho mình nhiều tối tăm và thống khổ. Tôi đã nhìn sâu vào trong tâm ý của những người không có hạnh phúc và tôi đã thấy một mũi dao nhọn được che giấu dưới những niềm thống khổ của họ. Vì chính họ không trông thấy mũi dao nhọn ấy trong tâm, cho nên họ khó có khả năng chịu đựng được niềm đau. Cái niềm đau gây ra do mũi dao nhọn ấy kéo dài, không thay đổi và vì cứ tiếp tục ôm lấy mũi dao nhọn ấy mà đi. Cho nên họ đã làm cho niềm đau trong họ tràn ngập
thế giới. Chỉ khi nào có cơ hội nhận diện được nó và lấy nó ra khỏi trái tim thì khổ đau mới không còn và mình mới có cơ hội dừng lại. Trong số những hệ lụy của cuộc đời, mình đừng để cho tự thân vương vấn vào bất cứ một hệ lụy nào. Những gốc rễ của tà loạn phải biết cắt đứt, phải buông bỏ, đừng nương vào chúng nữa. Nếu buông bỏ được tà dục thì ta có thể vượt qua mọi khổ nạn. Kẻ hành giả phải vượt ra khỏi cái vòng khổ nạn thì mình mới thành tựu được sự nghiệp giải thoát cho chính mình. Kẻ hành giả chân chính phải có tâm già chí thành, đừng tự hành động dựa trên vọng tưởng. Cứ đường thẳng mà đi, không nói lưỡi hai chiều. Phải biết cách dập tắt ngọn lửa của sự hờn giận, phải biết cách làm tan vỡ khối tham vọng của mình. Nếu biết cởi bỏ được những ràng buộc của phiền não thì mình có thể bắt đầu thấy được bến bờ giải thoát. Nên buông bỏ sự tự hào, đừng ham ngủ, đừng để chìm vào trạng thái hôn trầm. Biết sống và làm việc cho có chừng mực, đừng đánh mất mình trong đám đông. Đừng vướng vào những cái bề ngoài hào nhoáng, phải biết từ khước chúng. Phải quán chiếu thường xuyên cái tự tánh không của vạn pháp để đạt tới niết bàn tĩnh lặng. Đừng nhục mạ ai, cũng đừng để mình bị níu kéo vào và vướng mắc vào những hình sắc dối gạt bên ngoài. Đừng dấn thân vào những cuộc vui mà quên đi mục đích của sự hành trì là giải cứu khổ nạn. Những gì thuộc về quá khứ, đừng nghĩ tới chúng nữa. Những gì thuộc về tương lai, đừng vọng tưởng đến chúng. Những gì đang xảy ra hiện tại phải được nhận diện để đừng bị vương vấn vào. Cứ như thế, thanh thang bước một mình khắp năm châu bốn biển mà không còn bị ai ganh ghét. Tôi nói rằng tham dục là mãnh lực gây ra tàn hại nhiều nhất. Đó là cơn lũ lụt làm tràn ngập cả thế gian. Thấy được điều đó thì mới chế phục được mọi nghi ngờ. Cần để tâm quán chiếu về lý duyên khởi, phải thấy rằng không nếu không thoát ra được cái ô nhiễm của tham dục thì ta khó mà chấm dứt được khổ đau. Hôm nay chúng ta học tới cái bài kệ thứ 12. Trong đám đông, số người có năng lực buông bỏ tham dục rất ít. Thời đại nào cũng thế. Xả dục lực kỳ bối quả. Cái khả năng buông bỏ dục đó, là cái nhóm người đó nó ít lắm. Quả tức là ít. Người nào cũng ôm một cái khối tham dục rất là lớn. Những người biết buông bỏ tham dục rất ít. Mình đi xuất gia là mình buông bỏ cái khối đó xuống. Nếu chưa buông bỏ được thì mình không phải là người xuất gia đích thực. Phải buông bỏ cái khối tham dục xuống. Tất số thế kỳ trung thiểu. Thế hệ nào, thời gian nào nó cũng vậy. Số tức là nhiều. Thời đại nào, tức số thế là thời đại nào thì cái số người đó nó cũng ít, kỳ trung thiểu. Trong đám đông, số người có năng lực buông bỏ tham dục rất ít, thời đại nào cũng thế. Nhưng một khi đã buông bỏ được rồi thì cái hành giả lại không cảm thấy mất mát gì. Xả bất một, diệt bất tẩu. Buông bỏ rồi thì thấy rằng không có mất gì cả. Mà lại có giàu có thêm, giàu có hạnh phúc thêm.
cũng không có nhu yếu di chuyển tới một nơi khác, diệt bất tẩu. Văn này là cái văn rất là xưa, văn rất là cổ đồng. Tại vì chúng ta không có bằng lòng với cái tình trạng hiện tại. Chúng ta đứng núi này trong núi nọ. Chúng ta muốn cái địa vị của người khác. Chúng ta không có bằng lòng với những cái điều kiện mà chúng ta đang có. Cho nên chúng ta chạy, diệt bất tẩu là không có nhu yếu chạy nữa. Tôi hạnh phúc như vậy thôi. Tôi không cần phải chiếm chỗ của anh thì tôi mới hạnh phúc. Khi mà mình ôm cái khối tham dục đó thì mình có bao nhiêu mình cũng vẫn thấy còn thiếu. Có 2 triệu rồi, thấy 2 triệu không có đủ, chắc là phải 2 triệu rưỡi hay là 4 triệu mới vừa. Và khi mà may mắn mà có được 4 triệu thì thấy 4 triệu nó cũng chưa thấm vào đâu. Và mình muốn chạy trọt, mình muốn di chuyển, mình muốn đi tìm cầu một chỗ khác. Gọi là túi tham không đáy. Nhưng mà cái người mà buông bỏ xuống cái khối tham dục đó, tức là thực tập tri túc đó, thì lạ quá. Mình có cảm tưởng rằng mình không mất mát gì. Mà mình thấy mình rất là đầy đủ. Cái đó là cái sự thực tập của tri túc Samtusta. Samtusta. You have enough. Vous avez suffisamment. Và lúc đó mình rất là bằng lòng với cái chỗ mình đang đứng, với những điều kiện mình đang có. Mình có hạnh phúc liền, mình không có nhu yếu chạy nữa. Tuy chỉ có 6 chữ thôi, xả bất một, diệt bất tẩu, nhưng mà ý nghĩa nó sâu xa vô cùng. Khi mà buông bỏ được rồi thì thấy mình thấy không có mất cái gì hết trơn, và mình cũng không có nhu yếu muốn chạy đi tìm cái gì nữa khác. Mình hoàn toàn thoải mái. Đó là cái bí quyết của sự thực tập Samtusta. You have enough. Vous avez déjà suffisamment. Cơn lũ lụt kia từ nó sẽ cao chung và không còn có gì ràng buộc được ta nữa. Lập đáo bỉ, à lưu dĩ đoạn, vô phật kết. Cái cơn lũ lụt đó, tức là cái tham dục của mình, nó như một dòng nước cuốn, nó cuốn mình đi, nó cuốn thế gian đi. Lưu đây, sota, tức là cái cơn lũ lụt, nó kéo đi tất cả. Và khi mình đã có thái độ dừng lại rồi, không có muốn chạy nữa, thì tự nhiên cơn lũ lụt kia nó dừng lại. Lưu dĩ đoạn, tức là cái dòng chảy kia nó sẽ dừng lại. Và không còn có cái gì ràng buộc ta, là vô phật kết, vô phật kết. Kết là nó trói lại, phật cũng vậy. Kết là nó đóng lại, trói lại. Xá dục lực kỳ bối quả, tất số thế kỳ trung thiệu. Xá bậc một, diệt bậc tẩu, lưu dĩ đoàn, vô phược kết. Những cái người có khả năng buông bỏ cái khối dục kia thì rất là ít, đời nào cũng ít. Nhưng mà mỗi khi bỏ được rồi thì không thấy mất gì cả, cũng không có nhu yếu đi tìm kiếm một cái gì nữa.
và cái dòng lũ lụt kia nó sẽ chấm dứt và mình hoàn toàn được tự do, không có bị trói buộc. Chúng ta đi sang bài thứ 13. Nương vào sức mạnh của tự giác làm cỗ xe, vị Mâu Ni vượt tới bờ bên kia. Thừa đế lực, hiệt dĩ hạ. Đế là sự thật, Satya. Lực là sức mạnh, tại vì sức mạnh, sự thật là một cái sức mạnh. Đế lực là the power of truth. Sức mạnh của người tu không phải là tìm ở tiềm tài hay là danh vọng hay là quyền lực hay địa vị, mà sức mạnh của người tu là tìm thấy ở sự thật. Thừa tức là cởi lên, là sử dụng, cởi lên, sử dụng cái năng lượng của sự thật để làm sức mạnh. Chữ hiệt này nó cũng có nghĩa là sự thật. Thừa này là cỗ xe, cởi lên. Lập đáo bỉ, tuệ vô ưu. Mình cởi trên cỗ xe của sự thật, mình tới được bến bờ bên kia. Bờ bên kia là bể bờ của trí tuệ, là bờ của vô ưu. Vô ưu tức là không còn lo lắng nữa. No more anxiety, no more worries. Nhờ có tuệ giác, vị ấy không còn lo lắng. Nhờ có tuệ giác, vị ấy không còn lo lắng. Và thấy mình đang được bảo hộ. Chứ hộ thì thai nguy tật sự hộ. Sinh tử, tai ách và sự ganh ghét không còn xâm phạm tới vị ấy được. Do sức mạnh của tinh tấn, vị ấy đạt được bình an thật sự. Chữ thai ở đây nó có nghĩa là luân hồi sinh tử. Sự sống chết là cái sự sống chết, không có sợ sống chết nữa và không sợ tai ách nữa. Chữ nguy, tai nạn. Và sự ganh ghét, tật là sự ganh ghét. Cái sống chết, tai nạn, sự ganh ghét, tất cả những cái đó là mình được bảo hộ, mình không có bị làm nạn nhân cho những cái đó nữa. Cần lực thú, khả chí an. Mình nắm lấy được cái sức mạnh của tinh tấn, cần lực tinh tấn. Và mình đạt tới cái chỗ gọi là bình an. Bình an ở đây là peace. Nương vào sức mạnh của tuệ giác làm cỗ xe, vị Mâu Ni vượt tới bờ bên kia. Nhờ có tuệ giác, vị ấy không còn lo lắng và thấy mình đang được bảo hộ. Lúc bây giờ sinh tử, tai ách và sự ganh ghét không còn xâm phạm tới mình được nữa. Đó do sức mạnh của tinh tấn, vị ấy đạt được bình an thật sự. Ngày xưa Thánh Gandhi lãnh đạo cuộc tranh đấu bất bạo động ở Ấn Độ để mà vận động phục hồi lại được cái nền độc lập của Ấn Độ. Thì cái phong trào của Gandhi được gọi là Satyagraha. Và graha có nghĩa là nắm lấy, có nghĩa là chấp trì. Chấp trì hay là trì, nắm lấy. Còn satya tức là cái sự thật, chân lý.
tức là nắm lấy sự thật. Tại sự thật là một cái sức mạnh. Nắm lấy sự thật, tức là có một cái loại sức mạnh rất là vững chãi. Cái đó gọi là đế lực. Cái đó là gọi là hiệt. Thì trong cuộc tranh đấu hiện thời, thì mình có thể nói rằng là có hai phe. Đứng về phương diện chính trị thì mình thấy có nhiều phe phái chính trị. Nó có những ý thức hệ khác nhau, nó có những cái đường lối chính trị khác nhau. Nhưng mà đứng về phương diện tâm linh đó, thì nó chỉ có hai phe thôi. Một phe chuyên môn bưng bít sự thật, và một phe tìm cách làm cho cái sự thật nó bung ra. Và trong đảng nào, trong đảng chính trị nào cũng có hai phe đó. Có những người muốn bưng bít sự thật để củng cố cái địa vị và quyền lợi. Có những người muốn xé toang ra cái màn lưới đó để cho sự thật nó tỏ rõ. Và khi sự thật nó trình bày ra thì nó sẽ có thay đổi. Thành ra cái chiến tuyến này nó không có cách màu sắc tôn giáo hay là chính trị. Và chúng ta phải đứng về phe sự thật. Chúng ta phải tìm cách bằng cách này, bằng cách nọ làm cho sự thật nó bung ra. Tại vì sự thật là một cái sức mạnh. Và nếu mà Thánh Gandhi thành công được là nhờ ở cái phương châm đó. Không cần phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, lập trường chính trị. Mình chỉ biết rằng là nếu mình theo cái phe của sự thật là được rồi. Không có bưng bít thì thành công. Thì chúng ta đi sang bài thứ 14. Đã xa lìa được tham dục thì khổ đau không còn tồn tại. Dĩ kế viễn thì thống khứ. Chúng ta đã chiêm nghiệm, đã quan chiếu và xa lìa được. Viễn là xa lìa được. Và xa lìa đây tức là xa lìa được cái tà kiến và cái tham dục. Thì thống khứ thì tức là những cái niềm đau, những cái niềm đau nhất nó sẽ không còn nữa. Khứ là tức là đi mất. Người hành giả quán chiếu về tự tánh không của vạn pháp và không còn vướng bận vào bất cứ một pháp nào. Quán không pháp, vô sở trước, là phải nhìn, quán là nhìn, nhìn vào sự vật. Quán không pháp là thấy được các pháp nó có tự tánh không. Đây là kinh Bát Nhã chứ gì nữa. Đây là Bát Nhã Tâm Kinh. Ai nói Bát Nhã là kinh Đại Thừa. Những cái kinh này là những kinh buộc dạy những năm đầu Ngài mới thành đạo. Những kinh này là những kinh mà buộc dạy trước khi Ngài 40 tuổi. Và những cái tư tưởng uyên áo nhất của đạo buộc đã được trình bày rồi. Và cái hạt giống của Đại Phẩm Bát Nhã nó đã nhìn vào các pháp không. Và khi mình thấy được cái tự tánh không của các pháp thì mình không có còn bị vướng mắc nữa. Vô sở trước là không có. Đã xa lìa được tham dục thì đau khổ không còn tồn tại. Người hành giả quán chiếu về tự tánh không của vạn pháp không còn vướng bận vào bất cứ một pháp nào. Vô trước tức là không có vướng vào. Vô trước tức là non-attachment.
có một thầy rất là giỏi dạy về pháp tướng học, di thức học, tên là thầy vô trước đó, Asanga. Đó là anh ruột của thầy. Anh ruột của ai? Của thầy gì? À đúng rồi, anh ruột của thầy Thế Thân là Vasubandhu. Và cái giáo lý về vô trước á, vô sở trước là không có dính vào cái gì nữa hết. Vô trước là non-attachment. Thì nó nằm ở cái chỗ, nó có cái gốc rễ, nó có cái căn bản là không. Vì thấy được tự tánh không, cho nên không còn bị vướng vào nữa. Khi mình nhìn vào năm uẩn á, là sắc thọ tưởng hành thức, thì mình thấy nó là trống rỗng. Nó không có cái lõi ở trong, không có cái gì bền bỉ ở trong. Và vì vậy cho nên mình không bị vướng víu nữa. Thì sáu chữ này, quán không pháp vô sở trước, nó tóm tắt được cái Bát Nhã Tâm Kinh này. Nó tóm tắt được cái toàn bộ cái nền của nền văn học Bát Nhã, đã trực tiếp thấy được con đường lớn đưa tới an bình rồi, người ấy không còn vướng vào bất cứ một quan điểm nào của thế gian nữa. Tùng trực kiến quảng bình đạo. Tùng là do, trực là thẳng. Do cái sự kiện mình đã thấy được một cách trực tiếp cái con đường rộng rãi đưa tới bình an rồi. Mình đã thấy con đường của sự bình an. You have seen directly the path of peace. Con đường nó đưa tới sự bình an. The path of peace. Mình trực tiếp mình thấy chứ không phải là mình nghe. Khi mà mình đã trực tiếp thấy được cái con đường rộng của bình an rồi, tất bất trước thế sở kiến, thì hoàn toàn không còn bị vướng vào những cái chủ thuyết, những cái nhận thức của thế gian nữa, tức là những cái chủ thuyết, những cái ý thức hệ. Ở trong thế gian nó có những cái chủ thuyết về kinh tế, chủ thuyết về chính trị, những cái ý thức hệ về kinh tế, chính trị chống đối nhau. Nó có rất là nhiều. Và nếu mình không có thấy được cái con đường thì mình còn có thể bị vướng vào một trong những chủ thuyết đó. Nhưng mà khi mình thấy được con đường của sự bình an rồi thì mình thoát ra, mình không còn đi theo một chủ thuyết, một ý thức hệ nào của thế gian nữa. Cái đó gọi là thế sở kiến. Thế sở kiến tức là những cái thấy của thế gian. Nó tóm lại, dĩ kế viễn thì thống khứ, quán không pháp vô sở trước, tùng trực kiến quảng bình đạo, tất bất trước thế sở kiến. Có nghĩa là một khi mà mình đã quán chiếu và xa lìa xa được cái tà kiến với cái tham dục đó, thì những cái nỗi khổ niềm đau kia nó sẽ đi mất. Khi mình quán chiếu được từ tánh không của các pháp thì mình không còn vướng mắc vào một pháp nào. Và nhờ thấy được một cách trực tiếp, thấy được một cách trực tiếp cái con đường rộng lớn của bình an, thì hoàn toàn không còn có vướng mắc gì vào những cái chủ thuyết của thế gian nữa. Rất là rõ. Đi sang bài thứ 15. Khi hành giả không còn chấp rằng thân này là mình, thấy được tính cách không thể nắm bắt
và không thực sự tồn tại của một cái ngã, thì vị ấy không còn gì để lo lắng nữa. Tự bất kế, kiến thiểu thân, bí vô hữu, đương hà kế, dĩ bất khả, diệt bất tài, phi ngã hữu, đương hà ưu. Kinh rất là khó dịch. Rất là xưa, rất là ngắn. Không còn kế đạt, kế này tức là so đo, tính toán, đúng giống như là kế toán. Không còn tư duy, không còn so đo. Tự tức là tự mình. Không còn thấy cái hình hài này, cái năm uẩn này là một cái ngã. Nó là một cái gì không có thật, bị vô hữu, đương hà kế. Khi mà nhận thấy được tính cách không của các pháp, của năm uẩn, thì thấy rằng những cái kia là nó không thực sự có, thì mình đâu còn vướng vào, chấp vào, dựa vào cái gì nữa. Đương hà kế là mình không có dựa vào, mình không có chấp vào cái gì nữa. Dĩ bất khả, diệt bất tài. Bất khả này tức là không thể được, tức là khả không thể nắm bắt được. Cái giáo lý bất khả đắc là một giáo lý rất là sâu sắc ở trong đạo Phật. Tiếng Pháp gọi là insaisissable. You cannot grasp it. Mình tưởng là mình có thể nắm bắt được, nhưng mà không có gì có thể nắm bắt được. Tất cả Thượng Đế mình nắm bắt cũng không được, mà Phật mình cũng không nắm bắt được. Tại vì mình muốn nắm bắt bằng cái gì? Ví dụ như mình muốn nắm bắt Thượng Đế, thì mình sử dụng cái gì để nắm bắt? Bằng tay năm ngón của mình có thể nắm bắt được Thượng Đế không? Mình nắm bắt Thượng Đế bằng cái ý niệm của mình, bằng cái tâm của mình. Nói rằng Thượng Đế có hay là Thượng Đế không có. Thượng Đế là tạo hóa hay Thượng Đế không phải là tạo hóa, tất cả những cái đó đều là ý niệm hết. Có thể dùng những ý niệm để nắm bắt Thượng Đế hay không? Cái ý niệm có thể nắm bắt được Thượng Đế hay không? Cái ý niệm không có thể nắm bắt được Thượng Đế hay không? Thì quan giới chủ ký thì ý niệm có, ý niệm không cũng có thể nào nắm bắt được Thượng Đế. Ý niệm trước, ý niệm sau, ý niệm thời gian, không gian cũng thể nào nắm bắt được Thượng Đế. Thành ra Thượng Đế là bất khả đắc. Bất khả đắc là insaisissable. Khoa học bây giờ cũng đang muốn nắm bắt cái gọi là cái bản chất của thực tại, the fabric of reality, để bằng cách chẻ ra thành từng nguyên tử, chẻ ra thành từng phân tử, rồi chẻ ra thành từng nguyên tử, rồi chẻ ra thành từng điện tử, và bây giờ đi tới cái gọi là những cái quang tâm lượng tử. Nhưng mà không thể nào nắm bắt được một lượng tử. Các nhà khoa học bằng cái trí tuệ của họ, bằng cái toán học của họ, sẽ không bao giờ nắm bắt được một lượng tử, một lượng tử. Dầu họ có chế tạo ra những cái accelerator rất là đắt tiền, cũng không thể nào nắm được. Nắm bắt Thượng Đế cũng không được, mà nắm bắt một cái hạt bụi cũng không có được.
Còn nếu quý vị đang yêu một người nào đó, quý vị tưởng là có thể nắm được người đó, là quý vị lầm. Cái người đó quý vị không có nắm được đâu. Và chắc quý vị đã biết rồi. Càng nắm thì càng tuột ra khỏi. Và chính bản thân của quý vị, quý vị có nắm bắt được quý vị không? Quý vị có biết quý vị là ai không? Quý vị có nắm bắt được quý vị, có biết quý vị là ai chưa? Mà đòi nắm bắt một người khác và giữ cái người đó làm của mình. Thành ra mình cũng bất khả đắc, mà người yêu của mình cũng bất khả đắc. Vì nghe chưa? Và đó là một giáo lý rất là sâu ở trong Đạo Phật. Niết bàn bất khả đắc, Thượng Đế bất khả đắc, Chân Như bất khả đắc, không có cái gì khả đắc, tại vì tự tánh của vạn vật là không. Ở trong tâm kinh nói là vô đắc và vô sở đắc. Vô đắc tức là không có gì mình có thể nắm bắt được, tại vì không có đối tượng của sự nắm bắt. Tại vì thực tế của vạn pháp, thực tại của vạn pháp là nó trống rỗng. Ví dụ như củ hành, mỗi ngày nấu cơm mình đều dùng củ hành. Mình lột ra một cái bẹ hành, rồi lột ra một cái bẹ hành khác. Mình tưởng ở trong đó nó có một cái lõi, nhưng mà kỳ thực lột ra thì không còn gì nữa hết. Thì tất cả đều là củ hành. Mình cũng vậy. Mình làm củ hành có 5 lá, sắc, thọ, tướng, hành, thức, lột 5 cái ra, ở trong có gì hết. Và người yêu của mình cũng vậy thôi. Và buộc cũng vậy. Buộc cũng là một củ hành như mình vậy. Vậy vậy cho nên trước khi mình lại buộc, mình nói con biết Ngài là như củ hành. Ngài cũng không có gì ở trong đó hết. The one who bow and the one who is bowed to là đều như vậy hết. Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Và chính nhờ con là không và Ngài cũng không, cho nên con và Ngài có thể tiếp xúc với nhau một cách sâu sắc được. Con ở trong Ngài và Ngài ở trong con. Cho nếu mà Ngài chỉ là Ngài thôi thì làm sao bao nhiêu đời con có thể tiếp xúc được với Ngài. Chính Ngài là không, cho nên con mới đi vào trong Ngài được. Và chính nhờ con là không cho nên Ngài mới đi vào trong con được. Rất là hay. Trước khi mình lạy thì mình phải quán chiếu như vậy. Mình phải thấy được cái tự tánh không của các pháp. Đây không phải là lý thuyết. Đây là tuệ giác. Tuệ giác vô ngã. Tuệ giác vô đắc. Tuệ giác tương tức. Chỉ khi nào mình thấy mình trong buộc, lúc đó mình mới thấy buộc. Chỉ khi nào buộc thấy buộc trong mình, lúc đó buộc mới thấy mình được. Và cái đó là nhờ cái không, tự tánh không của các pháp. Thành ra đừng có nói là chỉ có những kinh đại thừa mới là sâu. Những cái kinh này dạy trong những năm đầu sau thành đạo sâu lắm rồi. Và tất cả những hạt giống của các kinh đại thừa đều có đủ trong những cái kinh này. Thì những cái đó không có thật có, không có thể nắm bắt được. Dĩ bất khả, không, diệt bất tài. Nó có nằm đó như một đối tượng để cho mình nắm bắt đâu. Phi ngã hữu, đương hạ ưu. Và khi mà mình thấy được cái ngã không phải là một cái gì tồn tại, thì tại sao mình phải lo? Mình phải lo lắng, phải ưu phiền nữa. Ráng học thêm bài nữa. Khi gốc rễ của si mê đã được nhổ lên, và khi những cây non của si mê mới mọc lên cũng đã bị nhổ sạch, không còn cơ hội lớn lên, thì trong hoàn cảnh hiện tại, người hành giả không còn nắm bắt một cái gì nữa,
và không còn có nhu yếu phân biệt ai là đồng minh, ai là kẻ thù. Si căn tức là gốc rễ của si mê. Si mê là một cái cây, gọi là cái si. Nó có gốc rễ ở dưới, mình phải nhổ nó lên. Bạc với tịnh là làm cho nó sạch. Bạc là chặt, làm cho nó không còn nữa. Hậu tài trí diệt vô dưỡng. Những cái mầm, những cái cây non mà nó đi lên đó, thì cũng không có nuôi dưỡng nó. Nhổ cho nó tàn luôn. Dĩ tài trung tức mạc thủ. Và mình ở trong cái hoàn cảnh hiện tại, mình đã nói không nắm bắt quá khứ, không có nắm bắt tương lai rồi. Mà cái hiện tại cũng vậy, trong hoàn cảnh hiện tại mình cũng không có nắm bắt một cái gì nữa cả. Mình tự do đối với quá khứ, mình tự do đối với tương lai, nhưng mà chính cái hiện tại nó cũng không có lôi kéo được mình. Thì không còn có những yếu phân biệt là ai, ai là đồng minh, ai là kẻ thù. Bất tu bạn, dĩ khí cừu. Tức là không còn bạn và không còn thù nữa. Và lúc đó thì sẽ không có chiến tranh, sẽ không có bạo động. Sẽ không có khủng bố nữa. Cho nên cái kinh này là một cái lời, tức là một câu giải đáp trực tiếp cho cái tình trạng của thế giới hiện tại. Thế giới của hận thù, thế giới của khủng bố, terrorism, violence, bạo động. Và giống như Đức Thế Tôn mới dạy kinh này sáng hôm nay thôi. Tại vì nó trả lời trực tiếp những cái câu hỏi của cái thời đại hiện tại. Tại sao mà thế giới loạn lạc, bạo động như vậy? Và ở đây có một cái thấy, nó cho mình thấy được, nó có cái lời dạy, nó cho mình thấy được cái gốc rễ của những cái khổ đau trong thế giới hiện tại. Nó là những cái tà kiến, những cái tham dục, những cái cố chấp. Đây là cái phương thuốc cho thế giới hiện tại. Thầy nghĩ là chỉ cần học một kinh này thôi, khỏi học những kinh khác. Họ chỉ cần học một kinh này cho thật sâu. Và nếu đem ra áp dụng với nhau, áp dụng trong các lĩnh vực như là giáo dục, như là kinh tế, như là chính trị, thì sẽ có hòa bình, sẽ có an lạc. Rất là hiện đại, kinh này rất là hiện đại. Thì cái người mà khủng bố đó ôm bom để lao đầu vào chết và để giết những người khác, giết càng nhiều càng tốt đó, là tại trong đó nó có những cái nỗi khổ niềm đau, nó có cái mũi nhọn, mũi dao nhọn, và có những cái ý kiến. Ví dụ ý kiến mình là đứng về phe chánh, tụi này đứng về phe tà, mình đứng về phe thượng đế, tụi này đứng về phe ma vương, phải trừng phạt ma vương. Thì tất cả những cái đó đều là những ý kiến, những chú thuyết, những ý thức hệ. Cái đó gọi là những cái si căn, là những cái gốc rễ của si mê. Phải chặt, phải đốn cho nó sạch. Và nếu những cái cây con của si mê đó nó mọc lên trở lại thì phải tìm cách nhổ, không có nuôi dưỡng. Và trong hiện tại không có bị vướng víu về gì cả. Thoát ra khỏi những cái tà kiến và những cái tham dục đó thì không còn thấy ai là bạn và không thấy ai là thù nữa, không có phân biệt bạn thù, tất cả đều là anh em hết. Và nếu những cái nhà chính trị trên thế giới, ông Obama, ông Sarkozy được học kinh này thì đỡ cho mình. Thiền đường đẹp không? Mời đại chúng nhìn thiền đường mùa xuân phía này.
đẹp quá đấy. Các thầy, các sư chú, các đại hữu trên sân thượng giỏi quá, làm thiền đường đẹp quá.